món thịt kho của em nè, cái này mà có dưa leo nữa, rồi lại sát sảy luôn, ăn với lại cơm trắng nè, thịt kho khô quẹt nha, thịt kho khô nha, thịt kho khô nha mọi người ơi, muỗng đường nha. Miếng tiêu nha, miếng nước mắm nha, em sẽ bỏ miếng một miếng hành nè, miếng tỏi nữa nha. Rồi bây giờ tất cả em sẽ trộn lại nha. Quên nữa, thêm miếng dầu ăn cho nó bóng thịt nha. Rồi bắt đầu trộn đều với nhau nè. Rồi em để cho nó thấm rồi một lát nữa em sẽ đem đi kho nha cả nhà ơi. Hôm nay ăn cơm bình thường, cơm gia đình không, đơn giản, nhanh gọn lẹ nha cả nhà. Giờ em để đây cho nó thấm nha, lát sẽ kho nha. Giờ để em kho thịt đó thì em sẽ để miếng dầu vô nha, đặt anh thắng nước màu nha anh chị em. Bữa anh thắng nước màu của hổm nó đợi nó văng tùm lum đầy nhà em luôn, quá trời quá đất luôn. Nó vàng vậy nè, bây giờ rút kinh nghiệm lần trước rồi nha, em không có bỏ gì vô nữa nha, không bỏ nước vô nha. Bây giờ em lấy ra cho nó nguội nguội, cái là bỏ hành vô, bỏ tỏi vô cho thơm thôi đó. Em sẽ không bỏ nước vô nữa mà em sẽ bỏ thịt trực tiếp vô luôn nha, rút kinh nghiệm xương máu từ lần trước rồi đó. Thì này có bộ có tiến bộ ra màu đẹp nè đó, hành cho thơm rồi tỏi thơm lên nè, nhưng mà em không có để lên cái lò nấu nha, em kéo vô khác rồi cho nó nguội lại bớt đó, xong bỏ thịt vô mới được. Bây giờ em sẽ bỏ thịt vô nha mọi người ơi. Đó, kỳ này thông minh quá, hết bị đổ nước màu hả, nó bốc hơi lên đốt nhà rồi đó. Nó giờ nó nước màu em thắng vừa già, cái em kéo nó ra, em không để lên nấu nữa, cái em chờ nó nguội nguội xíu ha, em bỏ hành tỏi vô, em để nguội nguội xíu, cái em để thịt lên xào luôn nè. Không, kỳ này không có bị xèo xèo giống bữa nữa nè. Giỏi giỏi, kỳ này em giỏi rồi nha quý vị ơi. Em giỏi rồi nè. Rồi. Nhiều thịt kho tiêu nha anh chị em ơi. Hôm nay mình ăn cơm thịt kho tiêu canh bí nha. Giờ em sẽ đậy. Ủa thịt kho tiêu có đậy nắp không vậy ta? Thôi mà kệ đi, đậy nắp cho nó màu chín nha. Màu chín nha. Cái nồi này là hiếm hoi lắm luôn á. Nè, thịt kho gần chín rồi đó anh chị em, bỏ ớt vô nha, để cho nó hoành tráng như chớ là trong có cay, ớt cay là ớt nhỏ nè, bỏ vô cho nó hoành tráng lệ nha, không có hành luôn quý vị ơi. Rồi bây giờ em không có hành lá thì em bỏ hành tím nha cho nó thơm nha. Sắp sửa xong rồi đó. Thơm chưa cả nhà ơi. Giờ em chờ xíu nữa nha, cho nó cạn cạn xíu em bỏ tiêu lên nha. Thơm cực kỳ. Rồi em sẽ bỏ tiêu lên.
lên nha cả nhà ơi. Cái này là mình đem ăn đó, mình chẳng lẽ chưa hấp dẫn chưa, mà cả nhà cùng thưởng thức nha. Chờ em xíu nha, em dọn cơm rồi mời cả nhà cùng ăn nha. Đây là món thịt kho tiêu nha. Rồi quay qua cái món canh bí nha. Rồi ngon chưa, món thịt kho của em nè. Cái này mà có dưa leo nữa, với cơm là chà lại rồi lại xát sảy luôn. Rồi em có dĩa rau nha, dĩa rau của em. Rồi tiếp theo là cái nồi kho khô quẹt của em. Đây là cái nồi kho thịt kho khô nha. Ăn cơm bữa nay chắc là bắt lắm luôn á. Đó, tuyệt vời chưa. Có hai món này thôi là đủ no rồi đó nha. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video của em. Chúc cả nhà mình vào bếp nấu ăn ngon và ăn ngon miệng nha.